Chú yên tâm, cao của anh là cao hổ sĩ. Hello, xin chào 500 anh em. Mình vừa mới sưu tập một em siêu siêu hiếm. Đây này, đấy. Chú, thấy chưa? Riêng em này nhá, thì cái giá mà các bạn phải bỏ ra là 500 củ. À không, nó phải là 1 tỷ. À không, 1 tỷ 2. 1 tỷ 2, với 1 tỷ 2 anh em cũng không thể nào mua được. Đấy. Cái gì thế? Chào bà. Chào anh. Chào chị. Chào chị. Chào ông. Chào anh. Đừng nghĩ rằng việc nuôi nhốt hay sử dụng động vật hoang dã, các bộ phận sản phẩm từ động vật hoang dã là bình thường. Ngược lại, đây đều có thể là những hành vi vi phạm pháp luật. Không buôn bán, sử dụng động vật hoang dã để tránh những rủi ro về pháp lý. Bạn cũng có thể góp sức bảo vệ động vật hoang dã, thông báo vi phạm đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.